Chào bạn, mình là Ngọc Thúy. Hiện tại mình đang quản lý trang siêu thị trực tuyến colashop24h.com. Dạo gần đây rất nhiều người hỏi Ngọc Thúy tinh dầu thông đỏ Redfi là gì, tác dụng của tinh dầu thông đỏ như thế nào. Thì trong video ngày hôm nay, Ngọc Thúy sẽ trả lời những câu hỏi trên. Tinh dầu thông đỏ chứa hơn 5.000 hợp chất có lợi cho sức khỏe. Loại tinh dầu này được mệnh danh là thần dược cho sức khỏe vàng. Từ rất lâu, người dân đất nước Hàn Quốc đặc biệt đến và sử dụng cây thông đỏ để điều trị các bệnh về tim mạch, phòng tránh các bệnh ung thư nguy hiểm. Với công dụng của tinh dầu thông đỏ, Hàn Quốc được đánh giá rất cao về trị bệnh đông y, chăm sóc sức khỏe nên nó được xem là thần dược được người Hàn Quốc sử dụng và tin dùng. Tinh dầu thông đỏ là một dạng viên tinh dầu vô cùng quý hiếm vì nó được chiết xuất 100% từ lá và vỏ cây thông đỏ. Cây có tuổi thọ trung bình từ 100 đến 200 năm, chứa các loại vitamin A, vitamin C, vitamin K, 8 loại axit amin thiết yếu và một số khoáng chất quan trọng như sắt, phốt pho, kẽm và mangan. Cây thông đỏ được trồng ở độ cao từ 1.300 đến 1.700 mét so với mực nước biển. Lá và cây thông đỏ có chứa nhiều các hoạt chất như tasoan và rutin vô cùng quý giá. Chúng là thành phần chính cho việc bào chế các hoạt chất có công dụng hỗ trợ điều trị ung thư. Với 2,7 kg lá thông đỏ qua được ép và chưng cất trong vòng 1 tháng thì chúng ta mới thu về được một viên tinh dầu thông đỏ nguyên chất như thế này. Trong tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc có chứa hơn 5.000 các loại hợp chất hữu cơ tự nhiên cùng rất nhiều hóa chất có tác dụng dược lý mạnh mẽ đối với cơ thể, ví dụ như vitamin, tepuin, axit amin thiết yếu, flavonoid và các loại hóa chất khác. Chính vì vậy, tinh dầu thông đỏ mang lại những tác dụng nổi bật như sau. Tác dụng của tinh dầu thông đỏ giảm sưng tấy. Do đặc tính mạnh mẽ của tinh dầu thông đỏ nên có rất tốt trong việc chống viêm, sưng tấy cho những người đau khớp. Khi dùng xoa trực tiếp, các bạn sẽ mang lại hiệu quả giảm đau như cơ bắp. Tác dụng tiếp theo đó là dưỡng da và trị bệnh da liễu. Với sản phẩm tinh dầu thông đỏ, có thể dùng bôi trực tiếp lên da, làm sạch da, giúp cân bằng độ ẩm cho da và giảm thiểu những bệnh về da như mụn nhọt, trứng cá. Đặc biệt hơn là khi các bạn sử dụng, các bạn sẽ thấy là da của chúng ta căng bóng hơn. Trong viên tinh dầu thông đỏ còn ngừa cảm cúm. Ngoài ra, tinh dầu thông đỏ giàu vitamin A, vitamin C còn rất hữu hiệu để hỗ trợ ngăn ngừa các bệnh cảm cúm thông thường cho những người hệ miễn dịch kém. Một đặc điểm nữa là giúp trị viêm xoang, tan đờm, thông cổ, giảm tỷ lệ mắc bệnh viêm xoang nhờ khả năng phá vỡ chất nhầy, loại bỏ nhầy ra khỏi phổi. Có thể dùng để hỗ trợ chống viêm, cảm cúm và ho có đờm. Một trong những công dụng của tinh dầu thông đỏ Redfi tuyệt vời nhất là khả năng hỗ trợ miễn dịch tự nhiên của cơ thể chống lại những ký sinh trùng, vi khuẩn, nấm men và virus. Ngoài ra còn trị nhiễm trùng đường tiết niệu và nhiễm trùng da. Chống oxy hóa, đây là công dụng rất nhiều người quan tâm, nhất là các chị em phụ nữ, vì nó trung hòa các gốc tự do, giúp làm chậm quá trình lão hóa, bảo vệ chúng ta khỏi cái thoái hóa cơ bắp, rất tốt trong việc chị em phụ nữ giảm cân, lấy lại được vòng eo nhanh chóng, đồng thời cải thiện được sắc tố da và chu kỳ kinh nguyệt không đều. Nhiều chị em phụ nữ sau sinh có vấn đề về rụng tóc rất nhiều, và khi mà các bạn rụng tóc thì các bạn rất lo lắng. Nhưng Ngọc Thúy cam kết khi bạn sử dụng viên tinh dầu thông đỏ sẽ giảm hoàn toàn về chứng bệnh rụng tóc. Ngoài ra, mùi dầu thông đỏ có rất thơm và dễ chịu, kích thích tâm trí cho cơ thể, giúp cơ thể chúng ta thư thoái, phục hồi năng lượng, khuyến khích sử dụng cho những người đang mệt mỏi và bị trầm cảm nhẹ. Một công dụng nữa mà ai cũng cần biết đến đây là giúp chúng ta đào thải độc tố. Như chúng ta đã biết, hàng ngày chúng ta ăn uống có quá nhiều độc tố, nhiều chất bảo quản. Chúng ta chỉ đánh răng và tắm rửa bên ngoài, chưa bao giờ đào thải thanh lọc cơ thể từ bên trong. Thì cái viên tinh dầu thông đỏ này sẽ giúp chúng ta đào thải những cái độc tố từ bên trong cơ thể của chúng ta và loại bỏ những cái lượng mỡ thừa trong cơ thể chúng ta. Tinh dầu thông đỏ có tác dụng chữa bệnh gì? Tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc có công dụng rất tốt trong việc phòng ngừa các bệnh như tim mạch, huyết áp, xương khớp, tai biến mạch máu não và điều trị các chứng đau đầu, viêm dây thần kinh tọa, đau dây thần kinh, bị tê liệt chân tay và rụng tóc không rõ nguyên nhân. Ngoài ra, rất tốt trong việc hỗ trợ tích cực những người bị bệnh tiểu đường, hỗ trợ hiệu quả cho những bệnh nhân tiêu hóa kém, bệnh đường ruột gây cảm giác ăn không ngon miệng. Tinh dầu thông đỏ có tác dụng tuyệt vời trong việc giúp hỗ trợ điều trị sinh lý ở cả nam và nữ, đồng thời cải thiện chu kỳ sinh lý của nữ, có khả năng làm chậm quá trình lão hóa của các cơ quan trong tế bào trong cơ thể, làm đẹp da, giảm cân,
tăng sức đề kháng cho cơ thể và duy trì tuổi thanh xuân. Trên đây là những công dụng tác dụng tuyệt vời của viên tinh dầu thông đỏ cao cấp Jetfire mà mọi người đang thắc mắc. Hiện nay có rất nhiều người vẫn chưa biết tìm mua sản phẩm tinh dầu thông đỏ cao cấp Jetfire ở đâu, vừa chất lượng giá cả lại còn đảm bảo. Đến với Cola Shop 24 giờ, những vấn đề sẽ được giải quyết. Với tiêu chí uy tín làm nên chất lượng, chúng tôi tự hào mang lại những sản phẩm tốt nhất đến tay người tiêu dùng, chuyên cung cấp những mặt hàng có nguồn gốc rõ ràng, có kiểm chứng và đảm bảo an toàn về chất lượng. Các bạn quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi thì hãy truy cập vào colashop24h.com hoặc có thể gọi điện qua hotline của chúng tôi, đấy là 0904 363 985 để được tư vấn một cách cụ thể nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.